Anh chào tất cả bạn banner của Bay Nóc Gọt nha. Thì hôm nay Thành đưa tới một thông tin cực kỳ là vui cho các bạn banner. Thì sáng giờ cái thông tin cập nhật về cái app KEC mới nhất á, Picotem mới vừa cập nhật lên đây nha. Là cái phiên bản KEC nó hiện giao diện mới nha các bạn. Đó. Thì hôm nay chúng ta nếu mà ai được nhận cái đơn KEC thì nó sẽ vào như thế này. Đó. Thì trước hết thì các bạn hãy nhìn bên dưới đây nè. 5 đến 10 nè, có nghĩa là thời gian làm 5 đến 10 phút nha các bạn. Đó, các bạn hãy lưu ý. Thì cái vấn đề này các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Còn cái hình cái loa này là chủ yếu là các bạn nơi kiếm nơi giảm tiếng ồn. Giảm tiếng ồn, cái nghĩa ồn ào á khi mà chúng ta kê vật thể sống á thì sợ nó lâu vào tiếng ồn trong này nha các bạn. Đó, nên các bạn hãy lưu ý. Cho nên các bạn hãy kiếm một nơi mà yên tĩnh để kê sơ. Về cái hình bóng đèn này là có nghĩa là good đây nè, có nghĩa là ánh sáng tốt nha các bạn. Đó, tìm một nơi ánh sáng tốt để chúng ta chụp hình cho nó rõ nha, chứ đừng có nơi tối thui đi thì chúng ta khó bị duyệt kê sơ. Thì Bicotem lúc này cũng thông báo hết những cái thứ này để chúng ta cho rõ. Đó, còn cái đây là cái chụp mặt của căn cước hoặc chứng minh nhân dân, ID này, thì cho rõ ràng ánh sáng rồi nha các bạn. Đó, vừa khung hình thì lúc nào Bicotem cũng hỏi như thế. Đó, còn wifi rồi chúng ta phải cho mạnh nha các bạn, chứ còn yếu thì chúng ta KC cũng rất là khó. Cho nên khi chúng ta đủ sẵn sàng các điều kiện này, chúng ta có căn cước công dân sẵn rồi thì chúng ta mơ gâu đi đến KC, còn không là đi đơn what to KC, có nghĩa là chưa được đơn nha các bạn. Còn không á như thế này nè, chúng ta cứ gâu đến KC để trong đó thì đơn sẽ không bao giờ bị mất nha các bạn, chứ các bạn không chấp nhận là nó sẽ bị mất đơn. Thì cái đợt này có nghĩa là Bicotem đưa ra như thế này là cho những cái trẻ dưới 18 á là chưa được KC, cho nên có thể bấm cái hàng dưới đây, đợi sau này đủ tuổi rồi chúng ta đi đến KC nha các bạn. Còn ai đã đủ tuổi rồi các bạn cứ bấm go đi, xong các bạn làm các bước đi. Ví dụ mình thiếu căn cước công dân để đó, sau này về nhà mình vô lại trong FB và browser vào phần KC nó sẽ còn đơn trong đó, thì chúng ta sẽ vào chúng ta tiếp tục KC nha các bạn, chứ nó không bị mất trôi đơn đâu mà các bạn lo. Đó, chủ yếu là chúng ta hãy tìm nơi ánh sáng tốt đây này, làm cho nó chuẩn thì chỉ được duyệt trong vòng 5 phút thôi. Nếu mà thật sự chuẩn 99% đến 100% thì chỉ duyệt trong 5 phút, còn chúng ta mà bị lỗi còn được 95% thì có thể là khoảng 18 tiếng hoặc 24 tiếng, 2-3 ngày gì đó. Còn chúng ta bị lỗi khoảng 10% á thì có thể một vài tháng. Còn chúng ta lỗi hết 50% á thì có thể là bị treo đơn luôn nha các bạn. Đó, nên các bạn hãy lưu ý. Đó. Thì các bạn nếu mà đã sẵn sàng rồi thì các bạn hãy bấm go KC đi đến nha các bạn. Đó. Rồi các bạn làm. Thì nói chung là cái phần KC mới này Thành chưa có cập nhật được là nó có thay đổi gì hay không nha các bạn. Nếu mà có thay đổi gì Thành sẽ up lên cho các bạn xem. Đó. Thì các bạn thấy chia sẻ của Thành hay thì nhớ cho Thành một like, một đăng ký kênh nha.